Chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Kaden Channel. Chào các bạn, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn một cái đề tài nói về một cái gia đình mà cả hai người này đều đã có một cái cuộc hôn nhân trước đó các bạn. Thì cái câu chuyện này nó cũng vừa mới xảy ra trên đất Mỹ này thôi. Thì hôm nay chia sẻ lại với các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Nếu các bạn thích Kaden Channel và thích xem những video như thế này, mong các bạn nhấn nút like. Và nếu các bạn chưa subscribe thì mong các bạn nhấn nút subscribe. Thì cái ông này là ông cũng đã có gia đình, ông đã có vợ ở bên Mỹ này rồi. Đấy, nhưng mà hai vợ chồng không có sống với nhau nổi cho nên là ly dị. Nên ly dị thì ông này ông buồn quá, ông thường xuyên hay về Việt Nam chơi. Thì khi mà ông về Việt Nam như vậy thì ông mới quen được một cái cô kia cũng có chồng và có con bên Việt Nam rồi, nhưng mà hai người cũng không sống với nhau nổi cho nên cũng đưa đến cái tình xảy ra đến cái tình trạng là ly dị. Thì cô này cô ly dị thì đứa con trai của cô là ở với bố nó. Thì cô này khi mà cô quen với cái ông này thì hai người sống chung với nhau bên Việt Nam và có được một đứa con chung với nhau. Có đứa con chung với nhau thì ông này ông mới về Việt Nam ông cưới cô này, rồi ông qua bên Mỹ ông làm giấy tờ bảo lãnh cô này cùng với đứa con chung của ông với cô này đã sang Mỹ. Thế còn đứa con riêng của vợ ông đó là cái thằng cháu 15 tuổi này nè, thì trong lòng của ông nó không muốn bảo lãnh nó qua. Ông không muốn bảo lãnh nó qua, chứ thực sự nếu ông quyết tâm ông muốn bảo lãnh nó qua thì ông cũng có thể làm hồ sơ để mà cho nó đi cùng với mẹ nó được. Nhưng mà ông này ông thấy thằng bé 15 tuổi nhưng mà mặt mũi nó lúc nào cũng lầm lì và trông thấy vẻ bợm chợm lắm, thì ông rất là lo. Ông không biết là bảo lãnh nó sang bên Mỹ rồi mình có thể dạy dỗ được nó hay không, hay là xảy ra những cái chuyện đáng tiếc. Thế nên ông không có bảo lãnh nó qua, ông chỉ bảo lãnh vợ sau này của ông với lại đứa con chung thôi. Thì khi mà vợ bảo lãnh qua bên Mỹ này thì ông này cũng sống ở Cali các bạn. Cali thì ông này ông làm cái nghề làm nghề thợ mộc, làm nghề thợ mộc. Và cái nghề này của ông thì không có gì là ổn định cả. Khi nào có việc thì bạn của ông kêu ông đi làm, còn nếu không có việc thì ông lại phải nằm ở nhà các bạn. Thế cho nên là có thể nói là cũng bất ổn lắm, không có được ổn định gì cả. Thế còn bà này thì bên Việt Nam bà là giáo viên cấp 2, bà dạy văn. Thế rồi khi mà bà đi sang bên Mỹ này thì chắc chắn là bằng cấp của bà cũng giống như kiến thức của bà thì cũng không có thể nào áp dụng bên xứ Mỹ này được, không thể nào tiếp tục đi dạy học bên Mỹ này với về văn chương của Mỹ được. Và tiếng Anh của bà thì rất là yếu, bà không có trình độ chuyên môn gì để có thể mà làm một cái công việc gì mà khả quan bên nước Mỹ này hết các bạn. Cho nên cuối cùng thì bà phải đi làm may, bà làm trong một cái xưởng may ấy. Vì cả hai vợ chồng đều có cái công việc không có được ổn định như vậy á, thế nên cho nên là cuộc sống cũng khá là khó khăn chật vật. Hai ông bà không có thể nào mà thuê được những cái căn nhà đẹp đẽ để mà ở, mà sống ở Cali thì nhà thuê rất là mắc các bạn. Cho nên là hai ông bà này đã thuê một cái gara của ra là cái nơi mà đậu xe các bạn. Thường thường ở những cái nhà mà người ta không phải là nhà Mỹ mà nhà Việt Nam với mấy nhà Á Châu thì họ dùng để họ cất xe, nhất là ở những cái tiểu bang mà không phải là Cali. Nhưng mà Cali vì nó quá đắt đỏ đi cho nên những người mà muốn kiếm tiền thêm á, họ hay dùng mấy cái gara, họ là biến thành một cái phòng để cho mướn. Đó. Thì ông này ông đã thuê một cái phòng như vậy. Ông thuê một cái phòng vậy ông ở, thì hai vợ chồng tạm với đứa con chung của hai ông bà này ở tạm trong cái gara đó. Bởi vì tiền thuê nhà Cali rất là mắc, nếu mà một tháng mình không kiếm được vài ngàn đô thì làm sao mình có tiền mình thuê một cái căn nhà sang trọng đẹp đẽ để mình ở được. Cho nên là thuê tạm ở gara để ở các bạn. Thì khi mà thuê thuê ở như vậy thì chắc chắn cuộc sống hai ông bà này là rất là khó khăn chật vật. Cho nên là mặc dù chỉ có nuôi có một đứa con thôi nhưng mà cũng không nuôi nổi. Và đứa con này nó lớn lên đó các bạn, thì nó đi theo bè theo đảng, nó chơi nó bè đảng và nó hút sách. Cho nên là chỉ sau một thời gian nó bè đảng và nó hút sách thì nó đã bị vào tù. Ở tù thì hai ông bà này phải lo cho nó ở trong tù. Thế. Còn mà bà này thì lo làm ăn tích cóp để mà được bao nhiêu tiền thì gửi bao nhiêu băng để mà có thể bảo lãnh cái đứa con riêng của mình với chồng cũ của mình ở bên Việt Nam qua.
Thì sau một thời gian đó các bạn, thì bà này bà có đủ tiền để bảo lãnh con của mình sang. Thì sau khi mà bảo lãnh đứa con trai của mình sang bên này rồi á, thì đứa con trai mình nó không có sống ở bên Cali với mình, mà nó sang cái tiểu bang Denver nó sống. Khi mà nó sống bên tiểu Không, bang từ bang Colorado, thành phố Colorado, Denver. tiểu bang Colorado, thành phố Denver các bạn, nó sống. Thì khi mà nó sống ở đó rồi thì nó hai vợ chồng của cái thằng nó lập gia đình, hai vợ chồng của con trai riêng của bà này đó, bởi vì nó là cái người mà có ý chí cầu tiến đó, nó không có nề ngại gì những công việc chân tay hết, nó không ngại khó khăn gì cả, nó chỉ quyết tâm là làm sao mà cho nó kiếm được nhiều tiền bên nước Mỹ này để nó sống một cuộc sống thoải mái thôi. Nên cả hai vợ chồng đi làm cái nghề móng chân móng tay, và cuối cùng thì hai vợ chồng mở được cái tiệm nails các bạn. Thì mở tiệm nail, hai vợ chồng làm ăn rất là phát đạt, cho nên là thấy mẹ mình khổ như vậy cho nên là mới nói là thôi giờ đón mẹ của mình sang ở bên Denver cùng hai vợ chồng. Thì bà này bà bởi vì là ở bên Cali bà làm ăn vất vả quá, cực nhọc quá, nên bà cuối cùng mới đi qua bên Denver. Bà ở với thằng con riêng của bà. Thế còn ông thì vẫn cứ sống một mình ở trong cái gara đó các bạn. Ông thuê một cái giường ở trong gara của người ta đó, ông một Không, ông tăng. còn sống ở trong cái gara đó nữa, mà ông bây giờ ông đã phải mướn một cái gara khác, mà trong cái gara đó nó có bốn cái giường, mà ông chỉ có thuê một cái giường trong bốn cái giường đó thôi, thì để có một nơi để mà đặt lưng. Mà sở dĩ mà ông làm cái nghề mà mộc mà ông không có tiền á là tại vì ông rất là yếu, ông không có làm những cái việc nặng nhọc được. Đúng, ông lớn Ờ, tuổi sức rồi. sức khỏe của ông bây giờ không được tốt cho nữa, cho nên dù ông có làm ông không có làm được lâu Đúng và rồi. không có làm được những cái việc Thì mà tại vì có thể kiếm được tiền nhiều. nghề của ông là nghề mộc mà nghề mộc thì phải dùng cái sức lực rất là nhiều, nhất là dùng những cái đôi tay của mình rất là nhiều. Mà giờ ông già rồi, ông cũng mấy 60 tuổi rồi, cho nên là ông yếu quá, ông không có làm nổi nữa, cho nên là bạn bè của ông nhiều khi có việc cũng không có muốn kêu ông, bởi vì kêu ông thì ông yếu quá, ông không làm được, cho nên nó mướn những cái người mẹ người ta khỏe mạnh á, thì người ta làm được nhiều việc hơn, cho nên là mướn mướn người mẹ. Nhưng mà nể tình là bạn bao nhiêu năm thì họ vẫn có mướn ông, họ vẫn kêu ông làm những cái công việc mà nhẹ nhẹ hơn là Nhẹ những cái, hơn. còn những cái công việc nặng thì thường thường họ sẽ để cho mấy người mẹ làm đó, Đúng tại vì rồi. mấy người mẹ họ rất là khỏe, họ có nhiều sức và họ tiền công cũng không có nhiều, tiền công công của họ trả cũng thấp nữa, cho nên là thường thường là ông không được gọi vào mấy cái Công việc nặng công ạ. việc nặng đó được, cho nên ông phải đành làm những công việc ít, thì ông không có đủ tiền để mà ông thuê một cái Cái chỗ nhà cho nó chỗ đàng ở hoàng đàng ở. hoàng mà ở, mà phải ở trong một cái garage Một giường như vậy là cũng một tháng phải trả cho người ta 300 đô. 300 đô này, trong một cái 300 đô một đấy. giường thì bốn cái giường là họ kiếm được 1.200 đô. Thì đó là tình cảnh của ông này là như vậy, cho nên là sau khi vợ của ông bỏ qua Denver để ở với cái anh con trai con riêng của bà ấy, thì ông một mình ông sống chật vật và khổ sở như vậy các bạn. Thì một hôm này, cái vợ chồng của cái anh con trai mà con riêng của cái bà vợ hai của ông này này, vợ mới của ông này này, đi qua Cali chơi thì mới ghé vào trong chỗ của ông ở để thăm ông. Thì thấy tình cảnh của ông rất tội nghiệp quá, và ông thấy ông cũng già, ông lụ khụ rồi, và ông chân tay yếu quá, không có làm ăn gì được hết. Thì cái anh con trai mới ngỏ ý nói với ông là thôi bây giờ chú về chú sống bên Denver sống với tụi con luôn đi, nhân tiện tụi con chăm sóc mẹ của con nên chăm sóc cho chú luôn, chứ chú sống một mình chú bây giờ thì ở đây thì tội nghiệp quá, không ai chăm sóc cả, và chú cũng yếu quá, không làm ăn gì được hết, thì tụi con cũng không có an tâm để cho chú như vậy, bởi vì dù sao chú cũng là một cái người ơn của tụi con, nhờ chú mà mẹ con mới sang được bên Mỹ, và cũng nhờ chú mà mẹ con mới bảo lãnh con, cho nên con mới có ngày hôm nay. Chính vì vậy mà con muốn làm một cái việc gì đó để mà đền đáp lại công ơn của chú, chứ con không muốn để cho chú sống trong cái tình cảnh này. Thế ông này khi mà nghe cái anh con trai của anh con riêng của vợ mình nói như vậy thì rất là xấu hổ, bởi vì xưa cái lúc mà bảo lãnh cho vợ mình với con chung của mình sang ấy, thì mình đã có những cái ý nghĩ xấu về cái anh con trai này, đã có những cái ý nghĩ không tốt về anh con trai này, mà bây giờ thì anh con trai này lại cho chứng tỏ cho mình thấy một cái tấm lòng rất là bao dung và rất là tốt của anh ấy, nên ông cảm thấy xấu hổ và ông cảm thấy rất là ngượng ngập khi mà anh con trai này đề nghị như vậy. Thế nhưng mà bây giờ thì trong cái tình cảnh như thế này, cho nên là ông cũng muốn kể câu chuyện của ông lên đây để ông xin ý kiến của mọi người, xem coi mọi người nên đóng góp cho ông ý kiến như thế nào. Thì mong các bạn nếu mà có ý kiến gì đóng góp cho ông nha. Ông là ông có cái ông hối hận từ cái lúc mà ông
có thể bảo lãnh con của ông qua con riêng của cô vợ hai này nè qua bên Mỹ rồi, chứ không phải là về sau này cần bảo lãnh qua ông mới có ý tưởng đó. Mà ông đang hối hận, ông đang hồi tưởng về hồi xưa là ông có cái cơ hội đó mà ông chỉ có nghĩ xấu về về cậu bé này thôi. Cứ nói là cậu bé này mặt bợm chợm chắc là lớn lên là nguy hiểm lắm chứ không phải vừa đâu, chứ mà không phải là an toàn để mà bảo lãnh qua đâu. Thường thường mấy người đàn ông mà cưới vợ hai mà đã có con riêng rồi họ Có cái sự suy sự nghĩ như vậy. Nhưng mà cái đó chuyện suy nghĩ như vậy cũng bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà không ngờ là lại được một cậu có con đứa con trai trai có tâm. có tâm quá và rất là thương ông này. Chứ là ông này ông thật sự ông cũng không có làm gì mà tốt cho cậu bé này hết. Ông cũng đâu có bảo lãnh cậu bé này đâu, nhưng mà ông bảo lãnh người mẹ, mà thì cái người mẹ chính là người bảo lãnh cậu cậu này. Thì thật sự cái suy nghĩ đó cũng đúng là ông không có giúp trực tiếp thôi, nhưng mà ông cũng giúp giúp bằng cách Gián tiếp. gián tiếp đó, thì cậu biết ơn thôi. Thì theo như là mẹ nghĩ thì ông này á, thực sự ông cũng chẳng có tội lỗi gì, ông chẳng làm điều gì xấu xa đối với cậu bé này. Ông chỉ có là một ý nghĩ duy nhất đó là nhìn thấy mặt cậu bé này lầm lì và bợm chợm nên là ông sợ, không biết là ông bảo lãnh qua Mỹ hay ông có nuôi dạy nổi cậu bé này thôi chứ hay không thôi, chứ còn thực sự ông chẳng có ý xấu gì cả. Nhưng bây giờ nếu mà ông trong cái tình trạng như vậy á, thì cho dù là ông có xấu hổ, ông hối hận vì những cái việc mà ông làm trước, đáng nhẽ là ông có thể bảo lãnh cho cậu này đi sang chung với mẹ của cậu được, để ông không làm thì theo như tôi nghĩ thì thực sự ông này cũng chẳng có tội tội gì và cũng chẳng có nên xấu hổ gì về cái chuyện mình làm, bởi vì ai cũng nghĩ như ông ấy thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà ông mà muốn có một cái con đường tốt đẹp ấy, thì dù sao ông cũng đã cưới người ta sang bên Mỹ này rồi thì cái bà kia cũng vẫn là vợ của ông. Thì giờ hai vợ chồng nên hòa hợp lại với nhau, nên ở lại với nhau để cho mà sống nốt cái quãng đời còn lại, phải không? Dù sao cũng đã là vợ chồng rồi và cũng đã có một cái đứa con chung đấy, thì giờ nên hai vợ chồng nên hòa hợp lại với nhau để mà sống chung những ngày tháng còn lại và cùng nhau hợp sức để mà nuôi cái đứa con trong tù. Tại vì còn một đứa con chung là trong tù mà. Và hơn nữa đó thì nếu mà cái người con này mà họ đã có thể bảo lãnh đảm cho mình được cuộc sống trong những tháng ngày còn lại và cậu cậu ta cũng đã có tâm như vậy rồi thì mình cũng nên nói thẳng với cậu ta là về những cái băn khoăn của mình và trước khi mà mình về mình sống chung để mình giải tỏa hết những cái thắc mắc, những cái nỗi niềm và mình có thể sống là nốt những cuộc đời còn lại, phải không? Chứ còn ông ấy, bây giờ ông vì lòng tự ái hoặc là ông vì cái xấu hổ của ông mà ông không muốn đi qua Denver để mình sống lại với cậu này hoặc là nối lại về tình sinh cái cũ với bà vợ của ông thì đây cũng là một cái tự ái hơi cao, phải Tự ái quá cao không? thì Quá ông cao. sống ở Cali thì chắc gì ông sống được đâu. Đấy, tự Nhất ái là quá kiếm được cao. tiền quá ít như vậy mà Mà đã giờ phải lại tự yếu ái đuối, rồi. yếu như vậy phải không? Thì nên về cho vợ, có vợ có chồng và lẽ nhiên là có con cái nữa, phải không? Già rồi mà. Thì đó là ý kiến riêng của tôi thôi. Thì không biết là các bạn có ý kiến gì hay không. Thì kể cho các bạn nghe cái câu chuyện này lên đây thì mong rằng ai mà có ý kiến gì đóng góp cho ông để cho ông có cái lối thoát tốt nhất nha Thế các bạn có bạn. nghĩ ông nên qua Denver ở với người con riêng của vợ hai này không? Hay là ông nên ở lại Cali Một mình và ông. một mình ông mà sống cuộc đời còn lại? Tôi chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye các bạn. Chào các bạn, mình là Ân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn muốn xem video của mình ra về sau này, mong các bạn nhấn nút subscribe ở dưới, nút màu đỏ đó các bạn. Tạm biệt các bạn.